đây xin phép được mời tổ kiểm phiếu ạ. Kính thưa đại hội, sau một thời gian làm việc rất là vất vả, sức mồ hôi hết, chúng tôi xin thay mặt ban kiểm phiếu sẽ thông qua bản biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành đại trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2019. Hôm nay vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại sân khấu nhà hát Thế Giới Trẻ trường đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 1 đồng chí Nguyễn Thanh Bình, 2 đồng chí Viên Văn Anh Toàn, 3 đồng chí Tất Diệu Hằng, 4 đồng chí Võ Thị Trúc Linh tiến hành kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành đoàn trường đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2019. Số lượng ủy viên ban chấp hành được bầu là 9 đồng chí, danh sách ứng cử viên là 12 đồng chí. Tổng số phiếu phát ra 142 phiếu, tổng số phiếu thu vào 142 phiếu. Tổng số phiếu hợp lệ 136 phiếu, số phiếu không hợp lệ 6 phiếu. Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau. 1. Đồng chí Lương Đức Anh 114 phiếu đạt 83,8%. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Biển 100 phiếu đạt 73,5%. 3. Đồng chí Giang Chí Hào 106 phiếu đạt 77,9%. 4. Đồng chí Nguyễn Đoàn Trung Hiếu 83 phiếu đạt 61%. 5. Đồng chí Trần Thanh Huy 113 phiếu đạt 83%. 6. Đồng chí Vương Đặng Minh Khôi 106 phiếu đạt 77,9%. 7. Đồng chí Đinh Hoàng Lâm 116 phiếu đạt 85,3%. 8. Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo 84 phiếu đạt 61,7%. 9. Đồng chí Lê Nguyễn Lệ Trinh 92 phiếu đạt 67,6%. 10. Đồng chí Trần Thị Thanh Trúc 105 phiếu đạt 77,2%. 11. Đồng chí Lê Thanh Trường 94 phiếu đạt 69,1%. 12. Lê Khánh Vi 74 phiếu đạt 54,4%. Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên ban chấp hành đại hội đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ đoàn, những đồng chí có tên sau chúng vào ban chấp hành đoàn trường đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2019 theo thứ tự từ cao xuống thấp là: 1. Đồng chí Đinh Hoàng Lâm 116 phiếu đạt 85,3%. 2. Đồng chí Lương Đức Anh 114 phiếu đạt 83,8%. 3. Đồng chí Trần Thanh Huy 113 phiếu đạt 83%. 4. Đồng chí Vương Đặng Minh Khôi 106 phiếu đạt 77,9%. 5. Đồng chí Giang Chí Hào 106 phiếu đạt 77,9%. 6. Đồng chí Trần Thị Thanh Trúc 105 phiếu đạt 77,2%. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Biển 100 phiếu đạt 73,5%. 8. Đồng chí Lê Thanh Trường 94 phiếu đạt 69,1%. 9. Đồng chí Nguyễn Lệ Trinh 92 phiếu đạt 67,6%. Biên bản kết thúc vào 16 giờ 30 phút cùng ngày. Thay mặt ban kiểm phiếu, trưởng ban Nguyễn Thanh Bình xin trân trọng chúc mừng ban chấp hành nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ chính 2017-2019. Chúc mừng các anh chị.